Xin chào Billboard Việt Nam, mình là Fortin Casper. Và mình là Bon, và chúng mình ở đây ngày hôm nay để tham dự thử thách Bạn đã từng hay chưa? Hãy cùng đón xem chúng mình nhé. Ngày xưa hồi mình mới bắt đầu tham gia vào lĩnh vực hoàng vũ khí thì hồi đấy mình cũng có một người bạn cũng bắt đầu cùng với mình. Hồi đấy thì còn trẻ thì mình hay đua nhiều lắm. Thế xong là đến lúc mà bạn mình có nhạc nó nhiều view hơn thì mình kiểu khao khát, mình muốn đọ sức, xong mà cứ ra nhạc liên tục để kiểu xem mà cạnh tranh bên nào lôi cuốn hơn. Nhưng mà rồi mình thấy là nó chất lượng nó không được như ý, thì mình nghĩ là từ đấy chất lượng nó hơn số lượng rất là nhiều. Nếu được chọn thì xin phép cho em chọn anh Rhymastic ạ. Đấy là người mà mình hâm mộ nhất về mảng battle. Và nếu mà được bại trận thì nếu mà bại trận dưới tay của Rhymastic thì chắc cũng là một niềm vinh dự ạ. Mình phải tỏ ra là một stalker chuyên nghiệp anh ạ. Cái việc này thì nó hay xảy ra lắm ạ. Bởi vì là cá nhân mình thì là một người nói chung là rất là thương người ạ. Thương người nói chung và thương người cũ nói riêng. Đôi khi thì kiểu sau chia tay thì thi thoảng cũng cố gắng quay lại để xem là cuộc sống của mọi người có ổn hơn không, của người có tốt hơn không. Thường là mình sẽ thi thoảng sẽ vào xem. Còn việc bấm nhầm like thì thường xuyên lắm ạ. Bởi vì là nói chung là không biết là do ông trời trêu người làm sao, nhưng mà nói chung là cứ mỗi lần lướt lướt này là hay kiểu bấm nhầm like với cả bấm nhầm mấy cái dòng trạng thái thả tim ạ. Nên là nhiều lần bị ngại lắm. Cái câu hỏi này nguy hiểm này. Xem phim porn một cách say sưa, sau đó có một cuộc điện thoại gọi đến. Mình chưa bao giờ xem porn. Phải chọn chứ. Không, đây, chọn đây. Chưa bao giờ xem porn. Chưa bao giờ xem porn. Thế là bao nhiêu tuổi rồi? 22. 22 năm chưa bao giờ xem. Người ta bảo là phim 8 cộng chứ đâu có nghĩa là người trên 18 cộng là bắt buộc phải xem đâu. Thì cũng đúng, nhưng mà đấy là một cái việc rất là bình thường mà, tại sao không xem? Anh giải thích của anh đi. Đang xem và có người gọi điện đến, đấy là chuyện kiểu bình thường mà. Nhưng có nghĩa là anh xem rồi đúng không? Ừ, xem nhiều chứ. Đối với cá nhân mình nhá, thì mình nghĩ đấy là một nhu cầu rất là bình thường. Một điều rất là personal, bình thường ấy, không sao đâu. Đúng. Đúng mà. Đúng mà. Nói chung là một người con gái nhưng mà có tính cách của một ông cụ thì nó là một điều không tốt ạ. Nên là em không chọn dating với cả 14 Casper nếu hắn là con gái đó. Chắc gì đó có cửa. Đúng không? Cũng đúng, cũng đúng. Khó tính, không có cửa đâu. Mình chưa bao giờ nghĩ đến cái việc là sẽ nếu như đối phương là con gái thì mình sẽ hẹn hò, bởi vì kể cả không quan trọng là nam hay là nữ, mà là có những cái mối quan hệ mà nên chỉ dừng lại ở mức là đồng nghiệp. Và những người quen biết nó có ý nghĩa khác với nhau thôi, chứ không thể nào xảy ra được cái mối quan hệ đấy. Đang bảo là nếu mà. Không. Many times luôn ạ, rất nhiều lần luôn ạ, cực kỳ nhiều lần luôn. Bởi vì là nói chung là đi vệ sinh luôn luôn là trong tình trạng hỏa tốc ạ. Nên là đôi khi mình bỏ qua mất một vài cái phụ tùng trên quá trình mình đi, nó là chuyện rất là bình thường. Cái giấy bình thường mình không phải tự dưng mà người ta sinh ra cái vòi xịt đâu. Đôi khi nó là một cái kiểu thay thế, một cái phương pháp do những cái người mà bị quên giấy quá nhiều lần, người ta nghĩ ra là bây giờ sẽ gắn một cái thứ ở đấy để không bao giờ bị quên giấy nữa. Đúng không? Đúng không? Ừ. Hợp lý mà. Có những người không bao giờ dùng giấy cơ. Thế không dùng giấy, dùng máy sấy à? Họ dùng vòi xịt xong họ ra họ dùng máy sấy tay. Nhưng mà sao lại dùng máy sấy tay? Cái máy sấy tay nó gắn vào tường cơ mà. Có nhiều người như thế mà. Nhưng mà không phải em. Thế là không phải em mà. Thôi được rồi. Anh sẽ tạm quên cái chuyện đi là mày nói nhá, ok. Thương hiệu thì nếu mà làm một câu nói thương hiệu thì em nghĩ là phải do người khác đánh giá về bản thân mình nhiều hơn. À, còn thật sự thì mình là một fan hâm mộ khổng lồ của ví dụ như những streamer nổi tiếng, hạn thi thoảng họ có mấy câu rất là hay ấy. Nó mang tính định hướng giới trẻ rất là cao. Đôi khi bản thân mình cũng muốn được như vậy. Nhưng mà để mà tạo ra một câu nói như vậy thì nó trước hết là phải là một người sâu sắc ấy. Và phải là một người có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực của họ thì mới có thể tạo ra những câu nói như vậy được. Có một câu nói nổi tiếng của một người ở rất gần mình, đấy là mẹ mình. Đấy là con không thể nào dùng vải thưa mà che mắt thánh được. Đấy là mỗi một lần mà mình đi chơi điện tử về thì mẹ sẽ phát lên câu đấy.
Đấy là một câu mà rất nhiều người dùng, nhưng mà dưới giọng nói của mẹ mình thì chắc chắn đấy là một câu slogan mà không bao giờ mình quên trong đời được. Có bài hát đầu tiên mình rất là thích, đấy là bài mang tựa đề là Con Rời. Đấy là một bài mà khắc họa 90% mẹ mình trong ký ức của mình luôn. Nhìn xem đã mấy giờ rồi, ngồi nghịch điện thoại ít thôi, tắt máy đi lên học bài, 11 giờ mới cho chơi. Đi đâu mà đi suốt ngày, việc gì mày nói tao hay, học hành không nên cơm cháo thì đừng có vác mặt về đây. Từ bé thì mình cũng không hẳn là một người kiểu ngoan, thì ăn những cái câu mắng như thế thì nó là chuyện rất là bình thường, nó là chuyện hàng ngày ấy. Đôi khi hàng xóm còn thuộc cả những câu mắng của mẹ mình vì là hét to quá, ngày nào cũng mắng mình và ngày nào cũng sử dụng những cái câu như thế. Nên là đôi khi cả hàng xóm cũng nhớ, đến tận bây giờ thì thoảng hàng xóm vẫn nhắc là thế bây giờ mẹ mày không mắng như thế nữa này. Mình tin là ai cũng sẽ có những cái câu slogan kiểu như thế của bố mẹ mà kiểu mắng đến nỗi mà không thể nào quên được, mắng nó nhớ thì thôi. Hẹn hò với một nghệ sĩ ạ. Lý do là bởi vì ngày xưa thì mình có rất là thích nhóm nhạc A-Pink ở bên Hàn Quốc. Mình rất là thích trưởng nhóm bên đấy. Nhà ngày đêm mơ mộng, nhưng mà nó chỉ là cái sự thần tượng của mình thôi, nó chỉ dừng lại mức đấy thôi. Còn bây giờ thì mình lớn rồi, mình có sự nghiệp riêng, mình có cuộc sống riêng rồi, thế nên là nó chỉ dừng lại mức đấy thôi. Ba nghệ sĩ nữ yêu thích nhất, không có sắp xếp theo thứ tự 1, 2, 3 đâu ạ. Thật ra thì mình thích rất là nhiều người, nhưng mà để mà chọn ra ba người mà đặc biệt nhất thì số 1 sẽ là cô Thu Phương. Đối với cá nhân mình thì cảm xúc của cô Thu Phương trong âm nhạc là một cái mà mình rất là muốn được theo dõi, được học hỏi và muốn dõi theo một cái thứ cảm xúc âm nhạc như vậy. Người thứ hai chắc là chọn chị Bích Phương ấy. Thứ nhất là xinh ạ. Thứ hai là hiện tại đang làm những bài mà thực sự mình cảm thấy là có những cái quãng thời gian mà cái âm nhạc chung của Việt Nam ấy đôi khi nó bị bi lụy quá. Và bây giờ những nghệ sĩ mới, có thể nói là những nghệ sĩ mà đang đi hàng đầu trong âm nhạc mới, có thể kể đến chị Bích Phương đi. Là một người rất cố gắng để tạo ra những sản phẩm mà thay đổi cái tư duy âm nhạc, sử dụng thêm những nghệ sĩ mới, sử dụng thêm những dòng nhạc mới. Thì đấy là một cái mình cảm giác là rất là tốt. Một người thứ ba, chọn một nghệ sĩ nước ngoài đi. Rihanna. Mặt trời nhỏ của xứ Bắc Qua Đốt à? Hồi bé thì mình cũng không xem nhiều về âm nhạc nước ngoài lắm. Nhưng mà một trong số ít những người mình theo dõi đấy là Rihanna. Một là màu giọng đi, quá khỏe. Thứ hai là cái phong cách sống, từ những cái scandal riêng trong cuộc sống cho đến khi ra ngoài mọi thứ đều được xử lý khá là trơn tru, và chị ấy luôn cố gắng để keep low mọi thứ, không muốn làm bùng lên bất kỳ một cái gì cả. Còn đối với mình thì ba nghệ sĩ nữ mình yêu thích, tự dưng nó sực đến trong đầu thôi, đấy là người thứ nhất, chị Hoàng Thùy Linh. Chưa nói đến ca sĩ, là một người phụ nữ rất đáng ngưỡng mộ. Thứ nhất là có nghị lực, thứ hai là có tư duy âm nhạc rất tốt, và thứ ba là rất có tâm về nghề. Người thứ hai chắc là Dua Lipa. Dua Lipa năm vừa rồi vừa có một album phòng thu thứ hai rất là thành công, là Future Nostalgia. Còn người cuối cùng sẽ là chị Bùi Lan Hương. Thứ nhất là có màu giọng rất đặc biệt. Mọi người hay bảo là hát bằng tóc, không cần phải mở khẩu hình quá nhiều, nhưng mà chị có một cái nền tảng thanh nhạc rất tốt và có tư duy âm nhạc rất là xuất sắc. Nãy giờ chưa lật cái bảng lần nào. Kỷ niệm xấu hổ nhất thì chắc là có đi tỏ tình với một bạn nữ, chỉ như là trước cả trường hay sao, xong bị bạn ấy từ chối. Thế là được quá nhỉ. Và đôi khi đến tận bây giờ đấy, đôi khi chúng ta vẫn nhắc lại và biến đấy thành một cái nỗi xấu hổ mà chắc là từ giờ đến già không bao giờ mình có thể quên được. Thì chắc liên hệ với âm nhạc một tí, đấy là từ cái thuở mình mới bắt đầu thì có nhiều ý tưởng ngây ngô lắm, hay viết ra được nhiều bài nó bây giờ mình nghe lại mà kiểu cái sởn ra gà. Nó rất là khiến cho mình thấy xấu hổ về mình ngày xưa ấy. Và những cái tác phẩm này đã được đăng lên trên YouTube và trên mạng xã hội, nhưng mà em ẩn nó rồi, Billboard không tìm được đâu. Không tìm được đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi phần thử thách của chúng mình cùng với Billboard Việt Nam. Và hãy theo dõi những thông tin mới nhất của chúng mình trên website, fanpage chính thức của Billboard Việt Nam nhé.